Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người video 380. Thì lô này nó cũng là lô carbon hết, có tất cả là 20 cây cần nhá. Nó gồm cần câu lua, cần mini rút này, cần iso và một số cây cần tay nha. Đây, những cây cần tay này rất là đẹp nha mọi người. Thì em có tất cả là 20 cây cần. Em sẽ ship hàng toàn quốc cho mọi người, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán, và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 3-40 nghìn nhé. Cần ngắn là 30 và những cây dài hơn là 40 nghìn một đơn. Khách lấy từ 2 cây trở lên thì em bao phí ship. Mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ chốt hàng trực tiếp qua số điện thoại 0932455407 hoặc là nhắn tin vào Zalo chốt đơn giúp em nha. Rồi, đầu tiên em giới thiệu cây cần đầu tiên số 1. Số 1 ở đây em có là một cây cần rút đây. Cái này dài là 2m7 nhá. Cái này là hàng của Olympic. Đây, thông số của nó này. Olympic Mavia OP cứng 52m7 nha. Cái này là một cây cần fit nha mọi người. Cây cần fit duy nhất ở trong lô này thì cây này là cây fit thôi. Chui đây, chui của cần là chui vặn, phôi của cây này này. Cái này là phôi của nó là fit đỏ nha. Phôi nó rất là dày luôn. Đây. Phôi cực kỳ dày. Phần ống cầm ống cần này, cái phần này là có độ lớn của nó là 35 nhá, phi 35 nè. Khá là lớn cái phần này, nó ốp tay cầm mút xốp này. Phi 35, độ lớn của phần gốc. Pad của cần là Fury, pad vặn Fury FX7. Dòng này là của Hàn Quốc nha mọi người, Made in Korea. Và khoen đây, cái này thì tất cả là khoen Fury hết. Có một cái vị trí đây nè. Đây có một vị trí này nó bị nứt cái chân nha mọi người, nứt cái chân phía trên đây này một tí nè. Đấy, các khoen còn lại thì ok, gồm có là 6 khoen cả đầu bu. Khoen thứ 3 tính từ ngọn xuống nha. Đây, nó hơi bị nứt nhẹ một cái phần chân ở đây tí. Cây này có thông số rõ trên cần 50 và dài là 2m7. Phần ngọn ở đây em đo nó là ngọn 1.8 ly nha mọi người. Cái lõm bên trong của nó này, nó có cái màu xám trắng. Lõm thứ 2 đây. Lõm 3. Đây, ngoại hình còn khá là sáng đẹp. Lõm thứ 4. Thứ 4 là lõm kề góc và thông số nó nằm ở đây. Cứng 50 và 2m7. Hàng Olympic Mamiya. Hàng của Hàn Quốc. Khoen bát là Fury. Đây là mã số 1 nha. Tổng thể cần như thế này. Thì cây cần số 1 này nó có cân nặng là 354g. Chiều dài thu gọn là 64cm. Cứng 50 và 2m7. Cây số 1 này có giá là 420.000. Mã số 1 giá 420. Tiếp theo cần số 2. Số 2 là một cây lua nhé mọi người. Đây là một cây của Abu 2 khúc. Cái này nó bị lỗi nè, vận chuyển về nó bị cấn ngọn này. Nó bị gãy một khoảng là tầm 10-12 cm. Cần này là của Abu. Cần máy ngang nhé. Cần máy ngang. Tay cầm của nó là cán gỗ, cán bần. Bát là bát vặn Fury tem vàng. Cần máy ngang như thế này nha. Đây, cần của Abu Russia. Dài là 6 feet 6 inch, tương ứng là 1m98. Lua của nó là từ 3/16-3/4 OZ. Lai là 6-16 lb, độ cứng L nhé mọi người. Cái này thì trên cần ghi rõ, tem nhãn đầy đủ. Cái này thực tế của nó chỉ còn là 1m85 thôi nhé. Nó còn 1m85 thôi. 1m98 nhưng nó chỉ còn 1m85 chỉ là thực tế nha. Màu đen. Khoen của cần này là khoen xích, khoen Fury xích. Khoen Fury xích như thế này. Đây, phần ngọn. Phần ngọn đây. Thì tất cả khoen cần là Fury xích hết nhé. Khoen Fury xích. Đầu bu là Fury xám. Đấy, đầu bu. Cái bu này thì nó bị tróc sơn đen thôi nhé. Nó không phải bị ấy. Đấy, nó bị tróc sơn màu đen thôi. Đây, lắp lại đầu bu Fury rồi. Gồm có 2 nè, 4, 6, 7 khoen bao gồm cả đầu bu, có tổng thể 2 khúc như thế này. Chiều dài thực tế nó là 1m85, mã số 2, nặng là 130g. Cần máy ngang 2 khúc như thế này nha. Và cần số 2 này giá là 500.000. Mã số 2 giá 500. Tiếp theo mã số 3. Số 3 là một cây máy ngang 2 khúc màu trắng, cây này rất là mới nha. Cây này rất là mới. Phần cán của nó này. Cây này là mút xốp, tay cầm mút xốp. Phát vặn. Cái
Cái này dài là 1m8, độ cứng ML. Cứng ML màu trắng nha, cái này nó bám bẩn thôi. Khoen, khoen này là khoen Fury xứ xám. Tất cả các khoen của Cần đều là khoen Fury hết, màu màu trắng sữa, ngoại hình mới nha. Cái này là vết bẩn nha. Đây, đây là vết tróc, cái này là vết bẩn này, đây là có một vết tróc sơn ở đây. Cái này là vết bẩn nha. Còn khoen của Cần này toàn bộ là khoen Fury, đầu bu cũng là đầu bu Fury luôn. Ngọn cừ ở đây em đo nó 1.9 ly. Ngọn 1.9 ly, dài là 1m80 và độ cứng tương ứng là cứng ML. Khoen toàn bộ là Fury, gồm có 6 khoen cả đầu bu. Như thế này. Tổng thể ngoại hình của Cần. Mã số 3 nặng là 112g, Cần số 3 giá là 600.000. Mã số 3 giá là 600.000. Tiếp theo số 4. Số 4 là một cây của Daiwa, cây này cũng là máy ngang luôn, Cần luôn máy ngang luôn nhá. Cây này là Daiwa Phantom hai khúc phần gốc này, tay cầm một xốp dạng bán sống như thế này, bát của nó là bát của Daiwa luôn. Này, ngoại hình cây này nó cũng còn mới, thông số này, Daiwa Phantom dài 5.6 inch, tương ứng là 1m68 nhá, hàng Taiwan xuất Nhật. Line của nó là từ 6-14 lb, lua là từ 5-18g nha mọi người. Lua 5-18g và lai là từ 6-14 lb, tầm khoảng 6kg. Cái này thì chất liệu của nó là chất liệu carbon sắn nha, hàng của Daiwa Son X, rất là mới. Khoen này là khoen Fury, Fury loại sấm xanh. Đấy. Phần ngọn cần đây, tất cả là khoen Fury hết. Cái này là phôi loại xám như thế này. Đầu bu cũng là đầu bu Fury. Ngọn đem đó là ngọn 1.7 ly nhá. Ngọn 1.7 ly. Tất cả là khoen Fury hết. Cần này thì nó gồm là 7 khoen bao gồm cả đầu bu. 7 khoen bao gồm cả đầu bu. Chiều dài là 1m68 và chất liệu của nó là carbon xoắn 2 da như thế này. Carbon xoắn X 2 da như thế này nhé. Hàng của Daiwa Phantom, tổng thể của Cần. Thì cái này là mã số 4, nặng là 134g. Số 4 giá là 700.000. Mã số 4 này giá là 700. Tiếp theo, mã số 5. Thì số 5 em có là một cây mini rút nha. Thì số 5 này là một cây Cần mini rút. Cây này lại có chiều dài là 2m1. Cây này là hàng của hàng nội địa Nhật nhé mọi người. Tổng thể ngoại hình nó như thế này. Phần chui đây, chui vặn nhôm, tay cầm mút xốp. Cái phần mút xốp này này. Đấy, cái này là nó có cái băng dính á. Băng dính nó dính vào lột ra nó như thế này nha. Đây mút xốp. Bát của nó là bát vặn Fury. Bát vặn Fury, bát Japan như thế này. Tem nhãn đầy đủ. Khoen Cần thì là khoen Fury toàn bộ. Cần nó có tất cả là 6 khoen bao gồm cả đầu bu Fury loại xứ xám. Phần ngọn là ngọn màu trắng nha, ngọn trắng, ngọn sợi thủy tinh. Ngọn đem đo là ngọn 1.1 ly. Cái này độ cứng của nó này, ở trên cần ghi rõ thông số độ cứng này. Và 2m1 cứng L nha. 2m1 cứng L, màu của nó là màu xanh như thế này. Đấy, xanh như xanh lá mạ nha mọi người. Lắm thứ hai nè, cả băng xoắn vòng hết. Cần rút mini. Hôm nay em về được vài cây rút mini như thế này. Đấy. Dài 2m1, độ cứng L. Đấy, cứng tầm khoảng là cứng 10-15 nhé mọi người. Cần là độ cứng tầm khoảng là cứng 15. Tổng thể đây. Thì mã số 5, cân nặng là 126g, chiều dài thu gọn là 40cm, cần số 5 này giá là 600.000. Mã số 5 giá 600, dài 2m1 nha. Mã số 6, số 6 cũng là cây mini rút luôn. Thì cây này chiều dài cũng là 2m1 luôn nha mọi người. Chui của nó này, ngoại hình thì cây này mới nha. Chui vặn như thế này. Tay cầm cũng là mút xốp nào hơi cứng. Bát là bát vặn Fury,
Hàng này là của Hàn Quốc, Suzumi của Hàn Quốc. Khoen là khoen Fury loại sấm xanh. Cái này thì ngọn là 1.1 ly nhé. 1.1 ly tâm số của cần đây. Cứng 10, dài 2m1. Hàng của Suzumi. Lắm ngọn này. Lắm thứ hai. Cái này cũng ngoại hình rất là mới nha. Mini pack 10 2m1 nha. Suzumi Power 4. Khoen thì tất cả là Fury hết. Tem nhãn đầy đủ, hàng của Hàn Quốc. Mã số 6, nặng 112g, thu gọn 40cm, dài 2m1, cứng 10. Mã số 6 này giá cũng là 600.000. Tiếp theo mã số 7. Số 7 tiếp tục cũng là một cây mini rút nha. Cây số 7 này thì là hàng của Olympic, rút ngắn như thế này. Cây này thì nó cũng thu gọn tầm khoảng 42cm. Ngoại hình nó như thế này. Chui cũng là chui vặn nhôm luôn. Phát là tay cầm là Mosot Olympic. Phát là Fury. Khoen cần cũng là khoen Fury luôn nhé, loại sấm xanh. Ngọn của cần đây. Cái này ngọn là 1.5 ly. 1.5 ly nhé. Phần ngọn màu trắng như thế này. Lóng 2 này, các lóng bên trong của nó cái màu xanh lục. Carbon xoắn vòng. Cái này là Olympic Century, dòng mini pad, dài 2m1, cứng hát nha. Cái này cứng tầm khoảng cứng 20. Dài 2m1, khoen Fury. Khá là mới đẹp. Cứng tầm 20 nhé, 2m1 cứng hát. Tổng thể đây. Thì cây này là mã số 7, nặng là 138g, thu gọn là 42cm. Cây số 7 giá là 650.000. Mã số 7 giá 650, cây này nó rất là mới. Tiếp theo cây cần số 8. Số 8 là một cây máy ngang nhé, dòng lua, lua ngang. Mini rút cây này thu gọn là 39cm thôi. Ngoại hình cũng rất là đẹp. Ngoại hình nó cũng rất là đẹp nhé. Cái này chui của nó là dạng chui như thế này. Tay cầm là cán bần. Máy ngang, bắt vặn. Khoen của cần cũng là khoen Fury luôn, khoen Fury loại xám. Loại xám xanh gồm có 6 khoen, gã đầu bu như thế này. Phần ngọn ở đây em đo nó là ngọn 1.1 ly nhé, ngọn 1 ly. Màu của nó là cái màu đây, nói chung là cây này đồng bộ màu toàn cần luôn. Màu vàng hướng mỡ gà, màu như màu mỡ gà nhé mọi người. Đây, cả bao xoắn vòng hết nha. Cái lóng bên trong nó là mới. Ngọn này, thông số của nó này ở lóng kề góc nhé. Dài là 6 feet, tương ứng là 1m8. Thông số lua của cần đây 3 phần 16 tới 5 phần 8 OZ. Line của nó là từ 6 tới 14 LB nhé. Hàng của Hàn Quốc. Hàng của Hàn Quốc. Cây này thì nó cũng cứng tầm cứng 10 thôi. Thông số độ cứng tương ứng tầm khoảng cứng L. Lại khoen là khoen Fury hết. Máy ngang thu gọn 39cm. Nhỏ gọn như thế này thôi. Mã số 8 nặng là 88g. Giá cây số 8 là 650.000. Dài là 1m80 nha. Độ cứng tương ứng là tầm L. Tiếp theo mã số 9. Số 9 em có là một cây cần Ikada. Cây này là cần Ikada Carbon. Chỉ dài là 1m60. Cái kiểu dáng của nó là kiểu dáng cổ như thế này nha. Ngọn thì nó nằm ở phía trong thân. Phần chui của nó này. Pad là Fury. Pad Fury FS5 nha. Dòng pad kẹp. Đây. Chỉ dài của nó là 1m60. Hàng nội địa Nhật nha. Cái này thì phôi của nó là dạng phôi xoắn như thế này đây. 1m60. Hai khúc. Ngoại hình nó cũng rất là đẹp nhé. Nó kiểu dáng cổ như vậy. Khoen của nó là khoen Fury. Có hai khoen ở ngọn. Ở phần góc thì nó có tất cả là hai khoen. Đấy, phô của nó này. Khoen của nó là khoen Fury. Và phần ngọn của nó là dạng ngọn sợi thủy tinh đặc.
cần ngọn cắm nha mọi người. Ngọn của nó này. Đấy. Các khoen ở trên ngọn là khoen dẫn như thế này. Đấy, ngọn của nó đây. Cần rất là mới. Đây, ngọn của nó đây. Ngọn cắm nha, cần Ikeda. Dài là 1m60. Thì cây này là mã số 9, nặng là 96g, chiều dài thu gọn là 85cm nha. Cây số 9 giá là 700.000. Mã số 9 giá là 700.000. Ngoại hình của cần như thế này. Dài 1m6, giá là 700. Tiếp theo, cây số 10. Cây số 10 là em có một cây, cây này còn túi đựng nha. Cây này cũng rất là mới đẹp. Cây này là ISO khoen lớn của Surumi. Thông số ngọn số 5 dài 4m5. Ngọn số 5 dài 4m5 Surumi Power Silos. Tổng thể ngoại hình của cần. Phần chui của cần đây. Phần cán của nó là cán phủ nhám. Độ lớn của góc này. Góc này có độ lớn là 24.3 ly. Pad của cần là Fury DBS nha, dòng bách vặn. Ngọn số 5, dài 4m5. ISO khoen lớn. Cái này có túi. Khoen của cần. Cái này thì toàn bộ là khoen Fury hết nha, gồm có 2 này, 4, 6, 7 khoen. 7 khoen Fury loại xứ sáng, bao gồm cả đồ bu. Ngọn này là ngọn 1.5 ly. Lóng trong đây, đây là lóng ngọn của cần. Ngọn cần đây nhé. Cậu băng sắn. Lóng 2. Lóng thứ 3 đây. Lóng thứ 4. Cái lóng bên trong nó khá là sáng đẹp nha. Này là vết bẩn thôi. Lóng bên trong nó khá là sáng. Bao for Silos, ngọn số 5, 4m5, ISO khoen lớn nha. Dòng này là của Hàn Quốc, Suzumi đây, của Hàn Quốc. Tổng thể cần như thế này. Mã số 10, 10 nặng là 350g, chiều dài thu gọn là 105cm, dài 4m5, ngọn số 5 nha. Cây số 10 giá là 1 triệu, ISO khoen lớn giá 1 triệu. Tiếp theo, cây số 11. 11 là ISO. 11 là cần ISO nha. Di chuyển qua phía bên đây. Cây số 11 là một cây. Cây này thì là cây cần của Ryobi, dòng ISO khoen nhỏ. Ngoại hình nó như thế này. Chui của cần này. Cây này thì có phần chui là chui nhôm vặn. Tay cầm của nó thì nó quấn nhựa nha. Quấn nhựa, quấn sợi mây trang trí như thế này đây. Đấy. Và pad của nó là pad Fury FF6, pad đồng nha. Pad đồng. Ngoại hình thì cũng còn rất là sáng. Đấy, kiểu dáng của nó thì kiểu dáng cổ điển như thế này. Cái này thì cái phần lớn nhất của nó này chỉ có là 18.5 ly thôi. Và cái phần ống phía trên đây là 14.8 ly nha mọi người. Cái này gọn nhẹ. Chiều dài của cần là 4m5 nha mọi người. 4m5, hàng của Ryobi, dòng cần hàng nội địa Nhật. Tem nhãn đầy đủ. Màu của cần là màu cánh gián nha. Màu cánh gián. Cái này là vết băng dính nè. Màu cánh gián như thế này. Còn cây này toàn bộ là khoen Fury. Khoen Fury hết. Cần này gồm có là này 2 nè, 4, 6, 8, 9 khoen, bao gồm cả đầu bu. Tất cả khoen của cần nó là khoen Fury. Khoen Fury xứ xám nha mọi người. Cái này ngọn dẻo nha, ngọn nhỏ. Cái này thì ngọn của nó này em đo là 0.5 ly. Nếu mà so với cần tay thì độ cứng của cần này nó rơi vào tầm khoảng là 1.5 tới 2h thôi nha. Cái này dẻo, ngọn đó nó rất là dẻo nha mọi người. Ngọn mảnh khoảng tầm 2h ở cần tay. Có lóng bên trong của nó này. Nước sơn thì rất là sáng đẹp.
sản phẩm bên trong của cần đây. Đấy, hầu như không có trầy xước gì luôn nha mọi người, rất là mới. Ryobi cần ISO khoen nhỏ, dài 4,5 m, khoen bát của cần là khoen bát Fury. Đấy, kiểu dáng của nó như thế này, phần chui. Tổng thể của cần mã số 11, nặng là 1, dài là 4,5 m. Cây này em quên cân nặng rồi. Mọi người chờ tí em đem đo cân nặng của cây cần này nhé. Cây này nặng là 164 g nha mọi người. Em vừa cân là 164 g, dài là 4,5 m. Chiều dài thu gọn của cần là 100 cm nha. Cái này thì độ cứng tầm khoảng là cứng 2H thôi. Mã số 11 này có giá là 650.000. Mã 11 giá 650. Tiếp theo mã số 12. 12 là một cây, cái này nó cũng là ISO khoen nhỏ luôn. Thì cái này thì nó có chiều dài là 5,4 m. Đây, ngoại hình của cần như thế này. Đây là phần chui của cần đây. Chui vặn nhá, cán quấn nhựa quấn mây như thế này. Đấy. Và pad của nó là Fury FX6. Pad kẹp Fury FX6 nha. Cái này nó dính bẩn nè. Dòng này là hàng nội địa Nhật. Dài là 5,4 m và có tất cả là 6 lóng màu đen như thế này nha. Đấy. Hàng nội địa Nhật này, carbon CR nha. Phôi của nó là phôi carbon sóng vòng. Khoen cần đây. Cái này thì nó cũng là khoen Fury hết. Khoen cần là khoen Fury, gồm có là 2 này, 4, 6, 8, 10 khoen bao gồm cả đầu bu. 10 khoen Fury loại xứ xám bao gồm cả đầu bu nha. À, có một những cái cần như thế này nó thuộc dòng cần đời cũ nha mọi người. Đời cũ thì những cái khoen á thì có một số khoen đây thì nó không có dập chữ Fury ở trên này, nhưng mà nó là khoen Fury nha mọi người. Đấy thì em báo rõ để tránh trường hợp giống một anh, có một số khách hàng thì yêu cầu là trên khoen phải có khoen Fury. Đây em cho mọi người xem một cây cần khoen thường này. Một cây cần, nếu là một cây cần khoen thường, khoen thường thì người ta làm nó không được giống như những cái cây cần mà cần Nhật bãi á. Cần Nhật người ta làm khoen Fury, khoen của nó rất là sắc sảo nha. Còn khoen thường, khoen hãng, khoen thường bây giờ thì nó nhìn nó rất là thô. Mọi người nhìn là mọi người biết ngay. Nên là có một số cây cần đó, giống như ở trên video này em có đến là 3 cây. Thường thường những cái dòng đời của cổ như cái kiểu phần cán như thế này nè. Đấy, như cây này nè. Đây có một số khoen thì nó cũng không có chữ Fury đâu mọi người. Nhưng mà nó là khoen Fury nhé. Em báo rõ tình trạng của cần. Nói chung là báo rõ để mọi người, có một số khách hàng mà yêu cầu như vậy thì vui lòng là không chọn những cây cần như này nha. Đây, như cái khoen đầu tiên này nè. Nó là khoen Fury, nhưng mà người ta không có dập cái chữ Fury ở trên khoen đâu. Đấy, khoen Fury là nhìn mọi người nhìn là mọi người biết ngay. Còn khoen hãng là biết liền. Đấy. Thì em báo rõ như vậy nhé. Trong đây, trên đây thì cái cây cần này á. Cái cây cần này á thì có một số khoen nó không có dập Fury đâu. Nhưng mà là tất cả đều là Fury lõi xám hết. Đấy. Thì cái này nó gồm là 2 nè, 4, 6, 8, 10 khoen bao gồm cả đầu bu. Chiều dài 5,4 m. Cái này ngọn của nó cũng rất là mảnh. Ngọn của cây này nó 0.5 ly thôi. 0.5 ly thôi nhé. Cái lóng bên trong của cần nó như thế này. Lóng 2. Lóng thứ 2 nhé. Lóng thứ 3. 1, 2 là màu đen nha. Từ lóng thứ 3 là nó phối carbon như thế này. Màu carbon như thế này nha. Hình cần là sáng đẹp. Đây. Và góc của cần 5,4 m. Có tất cả là 6 lóng nha. Khoen bát của cần toàn bộ là Fury hết.
Tổng thể của cần nó như thế này. Thì cây này là mã số 12, nặng là 172 gram, chiều dài thu gọn là 100 cm, dài là 5m4, độ cứng là cứng tầm 2H. Và cây số 12 này có giá là 650.000. Mã 12 giá 650. Tiếp theo mã số 13. Tiếp theo cần đây. Số 13. 13 cây này là cây dài 6m3, ISO hoang nhỏ. Chu của nó là chu vặn nha, phần cán quấn nhựa đây. Và pad là Fori FS6. Chiều dài của nó là 6m3, có tất cả là 7 lóng nha. Độ lớn phần ốc ở phần ống ở đây là 18.4 ly. Cái này cũng rất là đẹp. Hàng nội địa Nhật. Dài 6m3. ISO khoen nhỏ. Đây tất cả khoen của nó là khoen Fori. Tương tự như những cây kia nha. Đây là những cái khoen này nè, có một vài khoen nó cũng không có chữ Fori ở trên đây đâu. Nhưng mà nó là khoen Fori nhá mọi người. Ở trên đây cái đầu bu này nè, cái này là nó cắt, nó để vào. Nó giữ ngọn cái này em cũng không có tháo nha, em để y vậy luôn. Ngọn đem đó là ngọn 0.7 ly nha mọi người. Ngọn 0.7 ly. Cái này khoảng tầm 2-2,5 H. Phần ngọn cần đây. Lóng thứ hai. Lóng thứ hai đây. Lóng 3. Những cây này về mọi người hạ cần tay câu cũng rất là ok. Phôi của nó còn rất là mới luôn. Sáu mét ba mươi nhá, phôi rất là đẹp luôn, carbon sóng vòng hết. Khoen bát của cần nó Fori hết nha, hàng nội địa của Nhật, tem nhãn này. Rồi tổng thể cần như thế này. Mã số 13 nặng là 238 gram, thu gọn 102 cm, số 13 giá 850.000. Mã số 13 giá 850. Tiếp theo số 14. 14 thì là một cây của Hàn Quốc. Cây này là hàng của Silstar. Cái này là khoen nhỏ ISO. Mà thông số của nó là ngọn số 4 nha mọi người. ISO khoen nhỏ, ngọn số 4 dài 5m4. Đây. Nó là thường thường thì em thấy là ISO khoen nhỏ thường thường ngọn 1, 2. Nhiều lắm là 3, cây này nhỏ mà là ngọn số 4. Nhưng thường thường ngọn số 4 là em thấy thường thường người ta làm qua khoen lớn rồi đấy. Mà cây này nó làm khoen nhỏ. Ngoại hình của cần nó như thế này. Ngoại hình cây này cũng còn ok lắm. Rất là ít trầy. Chu là chu nhôm vặn, hàng của Silstar. Độ lớn của gần phần ống ở đây là 23.5 ly. Bách vặn nha, bách vặn, bách Fori FPSD24, tem nhãn này. Dòng này của Hàn Quốc, ngọn số 4 dài 5m40, màu xanh phối như thế này. Đấy. Xanh phối như thế này. Khoen, cây này nó là khoen Fori. Đấy, tới những cái cây cần mà đời mới hơn như thế này thì nó sẽ dập Fori ở trên khoen. Đây. Đấy, thì cây này là có dập này. Nhưng mà thường thường những cây mà đời cổ như những cái dòng này này. Đấy là người ta ít những cái khoen đó là không thấy, hầu như vậy luôn. Còn cây này thì cái thuộc dạng mới hơn. Khoen Fori hết. Cái này nó sẽ gồm là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen cả đầu bu nhé. Loại thứ 8. Ngọn cái này là 1.2 ly. Ngọn 1.2 ly. Chất cây này nó cũng là carbon sắn hết nha. Lóng thứ 2 đây. Lóng thứ 3. Màu phối, màu cánh gián, màu dạng nâu nâu cánh gián như vậy. Đây. Đây có sơ xứ nhẹ nhẹ thôi. Cái này nói chung là xước sắc ít ít như thế này thôi. Nhìn như cần còn rất là sáng nhé. Đây có xước sắc dầm dầm như này. Đây là lóng kề gốc.
Bếp này giống như bếp xúc cát nha. Tổng thể của cần mã số 4, 5m4, bát vặn, khoen Fury. Tổng thể này mã số 14, cân nặng của cần là 466g, thu gọn 103cm, cây 14 giá 850.000. Mã 14 giá 850. Tiếp theo mã 15. 15 thì cây này là cây 3m9 xấp lỡ nha, dòng 3m9 của Suzumi. Cần xấp lỡ 3m9. Phần chu của cần là chu như thế này. Cái này thì nó có tróc sơn ở vị trí này nè. Suzumi xích cutter. Hàng này là của Hàn Quốc. Tem nhãn đầy đủ. Độ lớn của phần gốc của cần là 23 ly. Màu trắng phối xanh. Khoen của cần là Fury F7. Bát của cần Fury F7, khoen của cần nó là khoen Fury. Cái này thì gồm là 2, 4, 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Cần xấp lỡ khoen Fury loại xám. Ngọn là ngọn 2.5 ly. Cái này độ cứng tầm 25 nha mọi người. Phần ngọn của nó là phối màu trắng xanh như thế này. Màu xanh lục. Phối như thế này nha. Lóng 2. Lóng thứ 3 đây. Lóng 3 đây. Góc cần. Cần của Suzumi. Khoen bát của cần là Fury nhé. Cần xấp lỡ dài 3m9, độ cứng tầm 25. Tổng thể của cần. Cái này là mã số 15. 15, cân nặng là 376g. Chiều dài thu gọn là 110cm. Cần 15 giá 900.000. Mã 15 giá 900. Tiếp theo mã 16. Bên đây là một số cây cần tay. Cây 16 là một cây lóng ngắn. Này, cái này một cây hàng nội địa nha mọi người. Cần lóng ngắn có chiều dài là, cái này thì nó có chiều dài là 5 bao nhiêu nhỉ? Để em đo, em lại quên đo chiều dài cây này. Ở trên này nó ghi cái thông số ghi chữ này đọc không được. Để em đo chiều dài cây này. Rồi cây này em vừa đo là 5m2 nhé mọi người. Dài 5m2 lóng ngắn. Đây, cái này cái phần chu của nó là chu nhôm nè. Ở đây thì người ta bọc một cái lớp như thế này. Cái này nó hơi bị bong bong ở đây. Cái phần tay cấm nhá. Về cái mọi người bọc bằng co lại nha mọi người. Đấy, cái này cần về nó như vậy á. Đây, lóng ngắn. Cái này là cây cần lóng ngắn hãng Fuji. Cần hàng nội địa Nhật. Dài là 5m2, em đo chiều dài thực tế nhé, 5m20. Cái này đủ nút như thế này nhé. Các lóng của nó này, em tháo hết từng lóng ra rồi. Lóng cần thì tháo hết rồi, toàn bộ ra rồi. Cần carbon. Bon xoắn vòng đây. Mọi hình còn rất là mới nhé. Cái này nó gồm là 2 nè, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 lóng nha. 13 lóng tất cả. Đây. Bằng sắn. Đồ cứng cây này là cứng tầm 3H nha mọi người. Cứng tầm 3H. Đây, có lóng của nó là họ tiết đây. Phần ngọn thì nó ở đây nè. Ngọn. Đồ cứng tầm 3H. Cái này cần kéo ra cũng rất là thẳng. Nó chỉ cong nhẹ cái phần ngọn thôi nha mọi người. Ngọn cái này là 0.5 ly. Ngọn 0.5 ly nha. Đồ cứng tầm 3H. Cần lóng ngắn. Dài là 5m20. Mã số của cần là mã số 16, nặng 180g, thu gọn 50cm, giá 750.000 nha. Giá là 750.000, mã số 16, dài 5m2, hãng Fury, nội địa Nhật. Tiếp theo, mã số 17. 17 tiếp tục em cũng có một cây lóng ngắn nha. Cây số 17 là cây của bao lớp. Cây này nó dài là 5m30. Cây này là hàng NFT Bao Lớp Advanced, dài 5m3.
dòng cần hàng nội địa nha. Cái này thì nó rất là nhẹ luôn, nó nặng là chỉ có là 70g thôi. Nặng 70g nha mọi người. Phần chui của nó là chui vặn như thế này. Đấy. Nó rất là nhỏ gọn. Độ lớn của cái phần ống ở phía trên đây nó là 12.7 ly. Và cái phần lớn nhất của nó này, lớn nhất của nó ở đây nhé, là 20.4 ly. Cái này chiều dài thu gọn của nó là 70cm. 70cm. Này thông số này, dài 5m3. Hàng Bauer Love Advent, tem nhãn đầy đủ. Cái này nó cứng 2H thôi. Cái này cho mọi người câu rô giết. Mà cái này dẻo nha mọi người. Đấy, đầy đủ nút. Có đủ túi. Đủ nút và đủ túi. Hàng NFT. Ngọn mảnh dẻo. Độ cứng tương ứng thì tầm khoảng là cứng 2H thôi. Xoắn lóng của cần đây. Bon xoắn lò xo nha. Em cầm cái này cho nó dễ nhìn. Phôi thì nó rất là đẹp. Cái hàng này thì em bán cũng rất là nhiều rồi. Phôi xoắn như này rất là mới. Phôi của nó đây rất là mới đẹp. Phần ngọn thì nó nằm ở đây. Ngọn này nhá, ngọn nó rất là nhỏ. Cái này tầm khoảng 0.4 ly thôi. Này, phần ngọn nó tầm 2H nha. Rất là mới. Cái này nó gồm mà 2 này, 4, 6, 7, 8, 9 lóng. 9 lóng tất cả. Và mã số 17 nặng 70g. Thu gọn là 70cm. Cây 17 này giá là 1.300.000. NFT Power Love Advent dài là 5m30 nhá, nặng chỉ 70g thôi. Độ cứng là 2H thôi. Cây này dẻo nha mọi người, giá là 1.300.000. Tiếp theo mã số 18. Cây 18 là một cây của Daiwa. Cây này thì nó cũng còn túi đựng nhá, đủ nút đủ túi, còn rất là mới. Cây này là hàng ráp khúc giả trúc. Đây, tổng thể ngoại hình. Dài 4m8, 4m80 nha. Màu giả trúc như thế này đây. Có nút này. Cái này thì có tất cả là 5 lóng. Có tất cả là 5 lóng nha. Cần hàng của Daiwa. Ráp khúc giả trúc. Phần ống cần ở đây là 10.7 ly. Tem nhãn đầy đủ. Dài 4m80. Rất là mới nha. Cái lóng tiếp theo đây. Phần ngọn của cây này là ngọn đặc nha. Thường thường thì cần ráp khúc nó là ngọn đặc. Độ cứng tầm 3,5 H. Ngọn đem đo là ngọn 0.8 ly. Cứng tầm 3,5 H, cần rút ra thẳng nha. Có tất cả là 5 lóng như thế này. Cần của Daiwa. Ráp khúc giả trúc đủ nút túi nha. Cần còn rất là mới như thế này. Mã số 18, cân nặng là 118g. Chiều dài là 4m80. Thu gọn là 110cm. Độ cứng tương ứng tầm 3.5H. Cây số 18 giá 1.200.000. 18 giá 1.200.000. Tiếp tục cây số 19. 19 thì là cũng là một cây của Daiwa. Cần giả trúc luôn. Cây 19 này nó cũng rất là mới nha. Đây cây 19 đây. Em rút hết tất cả các ống ra rồi thì dễ quay. Đây, cây số 19 nha. Phần chui của nó là dạng chui vặn. Tay cầm là quấn nhựa. Cái này là Daiwa Carbon Gold. Chiều dài là 5m4. Chiều dài là 5m4. Carbon xoắn này. Màu vàng gold rất là đẹp nha. Độ lớn của phần ống này là 15.5 ly.
15.5 ly cậu bông sáng hết nha, màu giả trúc. Vết bẩn. Có nút đầy đủ hết nha, nút túi đầy đủ. Phô rất là đẹp nha mọi người. Phô rất là mới. Cần còn rất là mới đẹp. Cái này ngọn em đo là ngọn 0.7 ly. Cái này độ cứng tầm cấm, mà cứng của nó là cứng tầm 3H. 3H nha. Phô đẹp, mới. Hóa hình của nó đây. Dài là 5m4. Độ cứng tương ứng là cứng 3H. Chất liệu carbon giả trúc nha. Carbon gold như thế này. Ngoại hình đây. Mã này là mã số 19, nặng 164g, dài 5m4, chiều dài thu gọn là 104cm. 19 này giá là 1.300.000, nặng 164g, giá là 1.300.000. Cây cuối cùng nha, cuối cùng. Cây cuối cùng thì là một cây cần tay rút. Cây này 6m30. Cái này là 6m3. Cái này thì có gồm có 2 này, 3, 4, 5, 7 lóng. 7 lóng nha mọi người. 7 lóng như thế này. Phần góc này. Chui vặn. Cây này là carbon rod. Chiều dài là 6m3. Carbon Roman, hàng nội địa Nhật. Ống ở đây em đo được nó là 21.6 ly. Ngoại hình của cần đây. Có một vài vết xước 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 xác như thế này nhé. Đấy. Dài 6m30. Các phóng tiếp theo. Cái này phô của cần này. Phô rất là dày nhé. Bon sóng vòng. Cái này là vết bẩn nha mọi người. Cái này là vết keo dính này. Không phải trầy đó. Chùi được này. Đấy. Keo dính nha. Bẩn. Phô dày. Phần ngọn ở đây. Ngọn đem đo là ngọn 0.5 ly. Cái này dài 6m3. Độ cứng tương ứng của cần là khoảng 3H nha mọi người. Cứng khoảng 3H. Ngoại hình cần còn mới. Cái này cũng có túi luôn. Xem video thì em tháo hết ra. Em rút lóng ra để cho mọi người dễ theo dõi. Tháo hết. Đây có túi đựng nha. Mã số 20. Nặng 248g, thu gọn là 105cm, dài 6m3, độ cứng tương ứng là tầm 3H. Cây số 20 này giá là 1.200.000, 20 giá 1.200.000. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người tất cả là 20 mã cần nha. Thì mọi người quan tâm, chốt hàng cây nào vui lòng liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại 0932455407 hoặc là nhắn tin vào Zalo để chốt đơn giúp em nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.